Vợ đã nói mấy ông rồi, đừng có bóng banh, đừng có win cúp, đừng có đứt gì cả. Bây giờ theo một trận thôi đã đi đứt luôn rồi. Đây nè, căn nhà này nè, giờ phải bán gấp và để đi đứt luôn nha. Nói chung là Huy quay căn nhà này, Huy cũng rất là xót xa cho chủ nhà của quý vị. Điểm mạnh của nó là có cái chỗ mình đậu xe hơi riêng biệt nhá. Căn nhà này là một căn gà góc quý vị ạ. Bên hông là đồng ruộng. Rồi, bây giờ thì đây là phòng khách nè. Đây là phòng đằng trước. Rồi bên đây thì là gần như là vùng trời bình yên của mình này. Đây là vùng trời bình yên của mình, bởi vì đâu có nhà nào khác đâu. Cái này là nhìn ra cửa sổ là không phải là vẽ đâu, mà là phong cảnh thật luôn nha. Ở cửa đi ra ngoài này, một ngắm một cánh đồng quá đẹp luôn. Cửa là mở vô trong nha. Đó, quá đẹp luôn quý vị ạ. Đó, mình chọn cái view này để mình một căn nhà phải nói là rất là đẹp. May mà nhờ có WinCup là chúng ta mới mua được căn nhà như vậy với giá rất rẻ dưới một tỏi. Anh chị nào mà muốn mua nhà giá rẻ mà có chỗ đậu xe hơi và căn góc nữa giá dưới một tỏi thì hãy chú ý căn này nha. Căn này là nó có sân rất rộng nha. Sân rộng mênh mông. Và bên hông này này, bên hông này có cái chỗ đậu xe hơi luôn quý vị ơi. Hoặc là trồng cây, hoặc là quý vị chưa có xe hơi thì mình là tận dụng chỗ để mình rửa ráy rồi trồng cây. Rất là tuyệt vời. Một căn nhà góc nha quý vị nha. Một căn góc và rất là thoáng, nằm cách chợ Bình Chánh 3 cây số nha. Chủ vừa thua trận Scotland và Đức nên là giờ bán lại giá cực kỳ rẻ. Hãy theo dõi hết video nha. Đây anh chị hình dung là con đường đi vô này, mình tránh được 2 xe hơi luôn quý vị nha. Và bên hông này là mình có chỗ đậu xe hơi riêng của nhà mình thôi quý vị nha. Khoảng sân trước nhà đậu xe hơi được, bên hông đậu được xe hơi. Và căn nhà của chúng ta là căn này, gồm một trệt, một lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nha. Ở căn nhà rất là đẹp, dưới một tỏi thôi quý vị ơi. Dưới một tỏi chỉ có một căn duy nhất thôi. Và vừa một trận World Cup là chủ phải bán gấp căn này. Chủ mua căn này để dành cho cha mẹ già. Tuy nhiên bây giờ phải bán gấp rồi. Nếu anh chị quan tâm thì liên hệ với Huy để được đi xem xe hơi vô tới nhà. Và cách chợ Bình Chánh 3 cây số chỉ có một căn duy nhất thôi. Phía trước mặt mình là không vướng bởi nhà khác nha quý vị nha. Nói chung là Huy quay căn nhà này, Huy cũng rất là xót xa cho chủ nhà quý vị ạ. Vừa một trận thôi Scotland và Đức thì đã đi đứt căn nhà này quý vị ơi. Đó, căn nhà này là căn góc nha. Căn này phải nói là rất là đẹp nha. Ở đường trước nhà đây, dân cư thì rất là đông. Lát nữa Huy bay flycam thì quý vị sẽ thấy nguyên một khu dãy nhà và 31 căn. Mà bây giờ căn này là mua ngay từ đầu luôn nè. Tại vì sao? Điểm mạnh của nó là có cái chỗ mình đậu xe hơi riêng biệt nhá. Và đây là một căn góc, quý vị thấy là bên hông nè. Bên hông có cửa sổ ra ngoài và view cánh đồng rất đẹp quý vị ạ. Đó, nhà đẹp lúa. Và lúc thì màu vàng của lúa chín nè, rất là đẹp quý vị ơi. Đường vô nhà là xe hơi 7 chỗ vô được nha. Ở đằng trước nhà là mình không bị vướng bởi một căn nhà nào đó, rất là phù hợp với anh chị nào đang tìm nha. Cận cảnh với căn nhà này nha. Căn nhà này là một căn gà góc quý vị ạ. Bên hông là đồng ruộng. Đằng trước là mình không vướng nhà. Và bên hông là có khoảng đất trống nha. Đó, một căn nhà rất đẹp. Có một căn duy nhất thôi là căn này là đẹp này. Căn nhà của chúng ta đây gồm một trệt một lầu nha. Góc luôn, căn góc luôn. Bên hông thì nhìn ra ruộng đẹp mênh mông, màu xanh. Nói chung là 4 mùa luôn nha. Có màu xanh, màu vàng đó. Mùi lúa mạ rất đẹp và rất là thơm luôn. Đó, bên hông là có cái chỗ mình đậu xe hơi. Đất của mình là đất thổ cư nha. Căn này thì dưới một tỏi cái gì ơi. Nếu anh chị nào quan tâm là liên hệ ngay để được đi xem. Bây giờ mình sẽ quay vô trong nhà này. Nói chung là chủ mới đi trận World Cup hôm qua nên là giờ toang nè. Trận Scotland đó. Scotland bắt Scotland là toang rồi. Đó, căn này căn góc nha. Đây đằng trước mình là cửa kính cường lực quý vị ha. Về mình muốn làm thêm kính thì mình làm. Mình muốn làm thêm cửa thì làm. Đường rộng mênh mông, đường này xe 7 chỗ vô ra vào vô tư. Và bao cho mình một chỗ đậu xe hơi kế bên. Đây, chỗ mình đậu xe hơi của nhà mình luôn nha. Trên là bồn nước. Rồi, bây giờ thì đây là phòng khách nè. Phòng khách thì ốp dựa từ dưới lên trên. Căn này thì lọt lòng vô trong là 3 mét nha. Bên hông mình còn có đất trống, nhưng mà căn này mình bóp cho nó thẳng lại luôn. Đây là mình không có xây phần bên hông. Đây, toàn bộ là ốp nhựa từ dưới lên trên nên là nhà rất sạch sẽ. Nhà mà có trẻ con cũng không sao, không vẽ lên tường được. Rồi bên hông là mình có khoảng đất trống, đây thì mình làm nhà vệ sinh của tầng trệt này.
Cái gì ha, cửa sổ ra ngoài đồng ruộng rất thoáng, nhà vệ sinh này cũng rất rộng nha, nên là yên tâm vị ha. Rồi đây là khu vực bếp của chúng ta. Đó, nói chung là nhà này phù hợp từ 4-5 thành viên là rất là ngon luôn. Đó, tầng trệt rất đẹp, cầu thang nằm ở cuối nhà nha, đi lại cũng rất là nhẹ nhàng bởi vì những cái bậc thang này rất là bự nha, người lớn tuổi vẫn đi được. Căn này thì dưới 1 tỏi thôi, anh chị nào quan tâm thì theo dõi hết video inbox cho mình. Đây là phòng đằng trước, phòng đằng trước của mình đây. Ở trên này có hai phòng vậy ạ. Phòng đằng trước thì nó rộng hơn chút so với phòng đằng sau. Và ban công đằng trước là kính nha, cửa lùa. Đó, trước nhà mình là không vướng nhà người khác, rất là phù hợp cho anh chị nào mà muốn là riêng tư. Nhà này rất là riêng tư nha. Đấy, xung quanh là không có nhà rồi, chỉ có sát bên là có cái nhà thôi. Rồi bên đây thì là gần như là vùng trời bình yên của mình này. Đây là vùng trời bình yên của mình bởi vì đâu có nhà nào khác đâu. Mình ra đây là mình ngắm cảnh là yên tâm rồi. Ở phía sau là có cửa sổ ra ngắm cảnh luôn nha. Ở view này mình rất thích nha, mình rất thích căn nhà này. Dưới 1 tỏi thôi, dưới 1 tỏi có căn nhà quá đẹp quý vị ạ. Xung quanh không có mồ mả, nên quý vị yên tâm nha. Đó, Huy quay là rất là kỹ cho quý vị luôn. Đó, có sao nói vậy, anh chị nào mà muốn theo dõi thì đăng ký kênh cho Huy. Cửa sổ ngay chỗ cầu thang lấy ánh sáng nha. Ở gần đây là cái phòng đằng sau. Nhà này xin lỗi quý vị là có một nhà vệ sinh duy nhất ở dưới thôi, nhưng mà rất là ok đó. Thấy không, cái này là nhìn ra cửa sổ là không phải là vẽ đâu, mà là phong cảnh thật luôn nha. Ở cửa đi ra ngoài là một ngắm một cánh đồng quá đẹp luôn. Cửa là mở vô trong nha. Đó, quá đẹp luôn quý vị ạ. Dưới 1 tỏi có thang đi lên trên mái để mình kiểm tra nha. View phải nói là cực đẹp thôi, view cực đẹp, view rất rất đẹp nha. Đó, mình chọn cái view này để mình kết thúc cái video này quý vị ạ. Một căn nhà phải nói là rất là đẹp. May mà nhờ có Win Cup là chúng ta mới mua được căn nhà như vậy, với giá rất rẻ dưới 1 tỏi. Trước đây là chủ mua khoảng trên 1 tỏi rưỡi, bây giờ gấp rồi, chỉ còn dưới 1 tỏi thôi. Nếu anh chị nào nhanh chân thì sở hữu ngay nha. Căn này là sổ đồng sở hữu, mình ra công chứng vì bằng. Chứ còn sổ riêng là không có cái giá này đâu quý vị ơi. Không có sổ riêng mà giá này đâu. Dưới 1 tỏi nha, mà mình ra công chứng vi bằng, sổ đồng sở hữu, đất của mình là đất thổ cư. Mình được xem sổ gốc nha, sổ gốc, mình được cầm cái sổ gốc photo, sao y công chứng cho mình. Đó, trước khi mình muốn mua nhà, mình sẽ xem những cái thủ tục đó. Bên Huy sẽ hướng dẫn cho quý vị xem nha. Và nếu mà video nhiệt tình như vậy, thì nếu mà quý vị không like, không share thì rất là tội cho Huy quý vị. Like, share, để lại bình luận cho Huy nha. Tới đây thì Huy xin chào và hẹn gặp lại.